Em Tiến Audio Hải Dương kính chào toàn thể quý vị các bác cùng anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng thứ hai, kính chúc các bác các anh em chúng ta bước sang một tuần mới sức khỏe dồi dào, công việc may mắn. Kính chúc các bác các anh em chúng ta trên đường đi được mọi sự bình an. Thưa quý vị các bác cùng anh em, trước mắt quý vị các bác các anh em chúng ta hôm nay em về được rất nhiều hàng. Bốt thì em về đủ các model 301 series 2, series 3, series 4, bốt 301 AV, rồi bốt 4.2 series 2, toàn là hàng tuyệt kỹ, cực kỳ đẹp. Rồi trong đó em về thêm nào hai đôi bốt 501 series 3 và 501 series 4 các bác nhá. Ngoài ra hôm nay em tiến về một đôi loa, về thêm được một đôi loa. Đó là một đôi loa JBL model 4312D Control Monitor. Cảm ơn các bác anh em chúng ta trong những ngày qua đã ủng hộ em hàng JB. Và đôi loa này là một đôi loa hàng về đẹp tuyệt trần luôn anh em ơi, các bác nhá. Đẹp tuyệt trần, đôi loa bát bằng trắng ấy, bát 30 bằng trắng ấy. Và tiếp theo, nhân vật chính trong ngày trong clip hôm nay đó là đôi loa sạc pin Vega model M80 đang hiện diện trước cái máy quay quý vị các bác anh em chúng ta đang nhìn thấy. Hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết về đôi loa này cũng như là báo giá cho toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta. Về một mức giá thì đôi loa sạc pin Vega model M80 hiện tại thị trường đang có những cái mức giá bán từ 24 triệu trở lên các bác nha, từ 24 triệu trở lên. Và trong video này hôm nay em tiến về được một đôi này đẹp xuất sắc, đẹp có thể nói một câu là đẹp không tì vết, và với độ đẹp như thế này là cũng có thể ví von một câu là đẹp thiếu hộp xốp các bác nha, đẹp thiếu hộp xốp zin từ A đến F các bác nha. Cấu hình của nó là một cấu hình hay các bác nha, cấu hình cực kỳ hay. Đôi loa sạc pin Vega model M80 dòng loa rất nổi tiếng, được trang bị trong lòng mình là sử dụng cái thùng màu gỗ, đó là thùng gỗ lạng màu gỗ các bác nha. Cấu hình là 4 way trên một thân thùng, tức là dòng loa 4 cofer có 4 cái mồm, đây, nói thêm mộc mạc. Chúng ta đang thấy là sử dụng một loa bát có đường kính 30, chất liệu màng giấy gân mút còn zin nguyên bản, một loa trung giấy và hai loa tép còi, hỗ trợ hai vi tinh chỉnh để tinh chỉnh cho cái giải lời và giải tép các bác nhá. Về thông số kỹ thuật của đôi loa này như sau: đôi loa sạc pin Vega model M80 này có cái chiều cao là 87,5 các bác nhá, chiều cao của đôi loa là 87,5, chiều rộng của đôi loa là 41, chiều sâu của đôi loa là 38 và có cái công suất là 400W trên một thân thùng loa các bác nha. Dòng loa có trở kháng 8 ohm, có cái công suất là 400W trên một thân thùng loa. Tổng cộng đôi loa này đang có cái công suất là 800W. Độ nhạy của dòng sạc pin Vega thì hơi đỉnh rồi, rất đỉnh rồi, quá cao. Độ nhạy của dòng loa sạc pin Vega lên tới 94 dB các bác nha, độ nhạy lên tới 94 dB rồi. Và giá em tiến bán là 21 triệu 500 các bác nha, giá 21 triệu 500 đấy các bác nha, tuyệt vời đẹp và đôi loa đẹp không tì vết, đầy đủ e căng đầy đủ tem mác. Thì cái e căng của nó là khi mà về là nó cũng đã bị kiểu như là hoen ố này, hoen ố và bẩn bẩn đấy, bẩn bẩn đấy. Thế rồi em đã tháo cái căng nó ra và đang giặt các bác nha, giặt đang phơi vải để cho một đôi loa nó đẹp tuyệt kỹ như này. Khi vào đến các bác là về đến tay các bác là cái vải áo e căng nó cũng phải mướt mượt mượt, mướt mượt mượt nó đẹp rồi. Ngoài ra thì các bác anh em chúng ta dùng các dòng bốt 301 AV rồi bốt 4.2 series 2 đấy, là em rồi bốt 301 series 3 em về đủ cả anh em nhé. Thì đây, mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng đến với cái bát quá đẹp phải không quý vị các bác của anh em. Đẹp cực kỳ luôn các bác nhá, hai cái loa tép còi, một loa trung giấy.
Rồi, tuyệt vời này. Một đôi loa tất cả có thể nói một câu là đẹp, em đã ví rồi. Nó đẹp không tì vết và đẹp thiếu hộp xốp, thì anh em chúng ta phải biết là cái độ đẹp của nó như thế nào anh em nhé. Mỹ mãn cuộc đời luôn. Coi nhá, mỹ mãn cuộc đời. Đấy. Đẹp chưa? Quá đẹp nhá. Đây là cầu bắt loa. Dòng này thì trong phân tần của nó gấu và trong phân tần được trang bị bóng đèn. Và có cầu chì bảo vệ loa. Tất cả dòng loa Sakvin Vega đều có cầu chì để can thiệp khi chúng ta chơi quá tải. Cầu chì này sẽ can thiệp ngắt. Và sau đó là các bác đấu lối chập cháy, cầu chì này cũng can thiệp ngắt để bảo vệ loa các bác nhé. Rồi, một đôi loa tuyệt vời đẹp. Có hai cái lỗ thông hơi ở phía sau các bác nhé. Hai thông lỗ thông hơi phía sau rất to. Điều này lỗ thông hơi ở phía sau thì các bác các anh em chúng ta kê loa cứ kê cách tường khoảng 15 đến 20 cm. Lúc bây giờ nó mượn âm tường cho âm bát còn đẫy đà hơn rất nhiều so với em Tiến đang kê xa như thế này các bác nhé. Đây, tuyệt vời, mỹ mãn cuộc đời, đẹp xuất sắc luôn anh em. Rồi nhá, đẹp mê hồn luôn anh em nhá, xuất sắc. Đây là những dòng loa 301 AV chì đỏ, 301 AV monitor chì đỏ anh em nhé. Giá của những em này gân zin hàng tuyển chọn, cực đẹp, siêu zin. Giá nó trên 11 triệu. Còn Bose 4.2 Series 2. Đấy, anh em là fan của Bose, em quay gần cái máy quay và anh em đủ biết là độ đẹp của những đôi loa như thế này. Nó quá đẹp luôn, mỏng bỏng, cực kỳ đẹp. Những đôi loa Bose 4.2 Series 2 này có giá là 12.500, thùng màu vàng vân gỗ anh em nhé. Và đây là một siêu phẩm loa Bose 301 Series 3, quá tuyệt vời, quá trau chuốt, quá tỉ mỉ, quá đẹp. Đấy. Các anh nha, quá đẹp. Đôi loa này cũng có giá 12.500 anh em nhé. Còn đây là đôi loa JBL 4312D Control Monitor. Đấy. Về cái độ đẹp của em nó thì nó đẹp hơn so với hai ba đôi trước em về một chút các bác nha, mãn nhãn hơn, mãn nhãn hơn anh em này, quá đẹp. Sử dụng một bát 30 màng giấy, một chung và một tép lỗ thông hơi 20 tinh chỉnh anh em, tem cờ đầy đủ anh em nhé. Rồi, một đôi loa siêu lép siêu đẹp, giá em Tiến bán là 23.800 anh em nhé, 23.800, một cái mức giá bao siêu rẻ nhất đất nước Việt Nam. Các bác thấy là những đôi loa như thế này mà hàng nó đẹp, nó nguyên bản thì các bác vào kênh bác xem mà bác tra mà xem. Trên thị trường họ bán là từ 26 triệu trở lên nhé, 26 triệu trở lên. Các bác nhá. Đấy, em bán có 23.800 thôi. Còn bây giờ thì em Tiến mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy đến với buổi test âm thanh về đôi loa Sakvin Vega model M80 này. Giá em Tiến bán là 21.500. Đôi này anh em dùng đôi loa này thì anh em chơi anh em không cần phải súp trầm anh em nhé, không cần phải súp trầm, bởi vì đôi loa này cho một cái chất bát nó uy lực các bác nhá, sâu mềm xa, và hát karaoke ở trên đôi loa này thì quá tuyệt vời đấy, anh em nhé, tính ra rẻ anh em, không cần phải loa lời. Nếu anh em có đầu tư loa lời thì nó càng hay, nhưng mà không cần phải loa lời, anh em hát cũng đã chất rồi, hay rồi anh em nhé. Rồi, giá quá rẻ, một đôi loa siêu đẹp. Và hôm nay trong clip video hôm nay thì em Tiến phối ghép đôi loa Sakvin Vega model M80 này với lại con âm ni đà lông model PMA890D. Đẹp huyền bí luôn anh em nhé, đẹp huyền bí luôn. Thì con âm ni này là con âm ni nguồn điện 100V các bác nhá, nguồn điện 100V. Hôm nay em về thêm một con. Thì hôm nọ em về thêm một con em lên video và nó cũng đã mở nội thất cho anh em. Những dòng này nó siêu đẹp luôn anh em nhé, siêu đẹp luôn. Thì các bác có để lại những cái bình luận đó là dòng âm ni đà lông PMA890D và 890DG. Dòng này có hai dòng, tức là phân ra một là hàng xuất, hai là hàng nội địa của Nhật. Thì con hàng nội địa là điện 100V, đấy, 890D cũng có điện 100V.
chỉ duy nhất một cầu điện là con này và có một dòng như thế này, nhưng mà điện lại hai cầu, đó là 120 và 220 và 220. Thế thì con 890DG cũng vậy. Thế thì giữa cái dòng mà điện 100V và điện hai cầu có gì khác nhau hay không? Thì thưa quý vị, các bác anh em chúng ta, khác nhau rất nhiều nha anh em nhé. Về chất âm so sánh thì 110, 17, anh em phải lưu ý điều này. 110, 117. Tại sao anh em bảo là một số thợ người ta bán, người ta báo là hai con này, hai dòng điện này nó y chang nhau? Không phải đâu các bác nhé, không phải đâu. Đấy, các bác chơi gì thì chơi, cá gì thì cá. Khi các bác phải nên hiểu như thế này. Khi mà con âm ly điện 100V và điện hai cầu mà giá xuất xưởng của nhà máy nó bán ra, ở bên Nhật họ bán ra, thì con âm ly điện 100V này nó giá của nó cao gấp rưỡi so với lại điện hai cầu các bác nhá. Giá của nó cao gấp rưỡi so với dòng điện hai cầu, các bác phải lưu ý điểm này. Đấy. Nếu nó giống nhau thì không bao giờ có cái giá thành cao tới như vậy, đúng không? Không bao giờ cao như vậy. Còn về Việt Nam thì nó chênh nhau giữa con này, ví dụ con bây giờ con em có một con 890D điện hai cầu thì em bán là tầm khoảng trên 9 triệu cho tới 10 triệu. Nhưng con này là em bán với giá là 13 triệu các bác nhá. Con này em bán với giá 13 triệu, đúng không? Thế thì con âm ly đờ lông 890DG cũng vậy, nó cũng cao hơn so với con kia gần 10 triệu, gần gấp đôi tiền anh em nhá, gần gấp đôi tiền. Nó cao hơn khoảng có 6 7 triệu gì đấy. Các bác nhá. Đấy. Thế thì các bác là những người chơi, các bác không hiểu đâu. Còn đâu bọn em nói chung nắm bắt về, các bác có nắm bắt về cái vật lý của cái trong con máy thì các bác chỉ nghe những người thợ thôi. Còn đâu là ít khi mà các bác trực tiếp bỏ ra chứng kiến giữa hai con máy, giữa hai con máy điện 100V và điện hai cầu, mở máy ra mới biết được và so các cái vỉ mạch ở main ở bên trong này. Đấy. Về cấu tạo vỉ mạch main, tất cả các con chip của điện 100V nó cao cấp hơn nhiều, chỉ số của nó cao cấp hơn rất nhiều các bác nhá. Chỉ số của những con tụ ấy, nó cao cấp hơn rất nhiều. Chỉ số của những con tụ đó nó khác các bác nhá, nó khác hoàn toàn so với lại con điện hai cầu. Chỉ số của nó cao hơn rất nhiều, cho nên cái âm sắc của nó đánh nó nảy sáng, nó nảy hơn và nó sáng hơn, chi tiết hơn rất nhiều. Đấy, em chỉ nói mộc mạc như vậy thôi, còn đâu này anh em cứ bình luận thế nào cũng được. Đấy là cái ý kiến của các bác nhá. Thế còn đâu là đây là một cái thông tin mà em Tiến không phải là nói bừa, không thể phải nói bừa được. Và cái thông tin này là em cũng dựa trên các cái thông tin của các cái trang của nhà máy khi mà họ đưa ra các bác nhá. Khi mà họ đưa ra về các chỉ số kỹ thuật của nó khác nhau hoàn toàn, cho nên giá thành của nó khi mà xuất xưởng ra nó cao gấp rưỡi so với con điện hai cầu anh em nhé, lưu ý điều này. Và bây giờ thì kính mời quý vị các anh em chúng ta hãy cùng lắng nghe âm thanh về chất âm của bộ mà em đã phối ghép, đó là loa sạc Vin Vega model M80 bát 30, một chung và hai loa tép còi, hai vi tinh chỉnh, giá 21 năm, và con âm ly đà lông PMA 890D nguồn điện 100V nội hàng nội địa Nhật em bán với giá là 13 triệu 200. Bây giờ thì mời anh em cùng lắng nghe âm thanh. Thăm
một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Gần tròn 10 năm qua anh vẫn còn dây dứt vì trời xui khiến anh bối thế. Bao năm dần trôi từng đời em đã lỗi, thưa anh chị em ơi, qua thời con gái rồi. Anh liếc mắt nhìn em, sao em buồn không nói, còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên, đừng nên kéo dài thêm. Thôi cho anh xin được nói câu tạ lỗi, đời riêng anh đây đã một lần bước rồi. Em chẳng chi em duyên đời bao lầm lỡ, còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số. Mình gặp lại nhau đừng thức lại từng đau. Thôi cố quên chuyện buồn vùi giữ âm ngày xưa, biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết xe gió trời.